Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video chia sẻ tiếp theo của mình. Trong video lần trước mình chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể cài đặt được cái trung tâm điều khiển ở trên iPhone. Tuy nhiên thì giờ nhiều bạn đã nâng cấp lên cái phiên bản phần mềm cao hơn, tức là từ 18 chấm trở lên, cho nên có những cái phần cài đặt ở trung tâm điều khiển nó có khác. Thì trong cái video lần này mình chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể cài đặt được cái trung tâm điều khiển trên iPhone cho những cái bạn nào mà đang sử dụng phiên bản phần mềm từ 18 chấm trở lên nhá. Thì mình sẽ quay trở lại này. Trước kia thì các bạn ở trên cái phiên bản phần mềm iOS thấp thì các bạn cài đặt trung tâm điều khiển thì các bạn sẽ vào cho mình cái phần cài đặt để các bạn cài đặt. Sau đó thì các bạn tìm đến trung tâm điều khiển các bạn cài. Tuy nhiên ở phiên bản phần mềm mới thì nó sẽ không giống như phiên bản cũ nhá. Thì nó đã cho chúng ta cài đặt luôn ở bên ngoài màn hình. Tức là các bạn sẽ kéo cho mình từ góc phải xuống dưới nhá. Đó, thì ở đây thì chúng ta đã vào trong cái trung tâm điều khiển của iPhone mình rồi. Và ở đây nếu mà các bạn muốn thêm một cái tính năng nào đó ở trung tâm điều khiển này thì các bạn sẽ ấn và giữ cho mình nhá. Ví dụ ở đây thì mình sẽ ấn và giữ. Tiếp đến thì các bạn để ý này, khi chúng ta ấn và giữ thì sẽ có thêm cho chúng ta một cái dòng chữ là thêm một điều khiển. Thì ở đây các bạn sẽ chọn cho mình vào thêm một điều khiển. Tiếp đến ở đây thì các bạn có muốn thêm cái tính năng nào thì các bạn sẽ chọn vào đấy. Ví dụ ở đây thì mình muốn cho cái tính năng ghi màn hình ra ngoài cái trung tâm điều khiển nhá. Thì ở đây mình sẽ cho đây. Thì các bạn để ý này, ở đây thì mình đã cho được cái phần ghi âm màn hình ra ngoài này. Còn nếu mà mình muốn cho thêm cái tính năng nào nữa thì chúng ta sẽ lại chọn thêm vào đây. Và ở đây thì mình sẽ muốn cho thêm cái đèn pin nhá. Đó, vậy là mình đã cho được thêm cái tính năng ghi màn hình và đèn pin ra ngoài rồi. Và ở đây thì mình chạm vào đây nhá. Đó, để mình quay trở lại. Và nếu mà các bạn nào mà khi các bạn đã cài đặt rồi, tuy nhiên thì các bạn lại muốn gỡ bỏ đi, các bạn cho thêm cái tính năng khác, hoặc các bạn muốn di chuyển thì các bạn cũng ấn vào giữ đây cho mình này. Khi nó đã xuất hiện như này thì nếu mà các bạn muốn gỡ cái phần nào đi thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái dấu trừ này nhá. Ví dụ ở đây mình muốn gỡ cái chế độ tập trung này thì mình sẽ trừ này, chọn đây. Và mình đã gỡ bỏ. Và ở đây nếu mà các bạn nào mà muốn di chuyển và sắp xếp lại những cái tính năng này thì các bạn chỉ cần chấm vào và các bạn di chuyển nhá. Ví dụ ở đây mình đang cái phần âm thanh ở đây thì mình sẽ cho di chuyển xuống dưới thì mình sẽ chọn như này. Đây nhá, mình sẽ như này nhá. Đó, thì mình sẽ cho được vào đây và mình sẽ quay trở lại này. Đó, vậy là mình đã thêm được cái tính năng quay màn hình và đèn pin ra ngoài rồi. Và mình sẽ quay trở lại nhá. Đó, rất chỉ là đơn giản thôi. Vậy là cái video vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể cài đặt được cái trung tâm điều khiển ở trên iPhone, ở trên cái hệ điều hành từ 18 chấm trở lên nhá. Thì xem xong cái video này, các bạn thấy cái video của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ những cái video chia sẻ hữu ích tiếp theo của mình. Mình xin cảm ơn.